Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món thịt heo rang kiểu Thái nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong đấy ạ. Và bây giờ mình cho ra đĩa nào có thể hình thức. Đây các bạn, chuẩn bị cái đĩa nhé, mình sẽ cho cái phần thịt ra. Rất là thơm ngon khi cách làm món thịt rang kiểu Thái này. Đây các bạn ăn cơm với nước luộc ấy cũng rất là hợp nha. Đây các bạn, thành phẩm của mình làm xong đấy ạ. Và mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món ăn này với mình với các nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị như sau nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình nửa kg thịt nhé. Mình có thể dùng thịt lạc ạ, thịt vai lạc này nhé, rắt cả mỡ cả lạc ạ. Các bạn cho mình một ít hành lá, xả, một cây, một ít hành thơm và một trái ớt, gia vị như mắm, nêm, hạt tiêu thì chút nữa mình sẽ nói sau các bạn nhé. Và trước tiên thì mình sẽ thái cái phần hành thơm, các bạn sẽ thái ra cho mình. Xả các bạn cũng thái lát ra nhé. Ớt các bạn cũng cắt ra. Cái phần hành lá các bạn sẽ cắt khúc nhé. Thịt mình sẽ thái ra vì mình rang ấy nên là không cần phải thái to các bạn ạ. Mình mua cái thịt vai này ấy, thì nó có rất mỡ, nó nạc như này ấy. Thì khi các bạn rang lên ấy, nó sẽ không làm cho thịt bị khô quá nhé, ăn nó mềm và ngon. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp và vì thịt lạc ấy cho nên là mình cho một chút dầu ăn nhé, cho nó không bị khô ạ. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đổ cái phần thịt vào cho mình. Xào lên để cho cái phần thịt này nó săn lại nhé. Thịt ấy này mới đầu ấy nó sẽ bị ra nước các bạn ạ, cho nên các bạn sẽ đảo lên để cho cái phần nước này với lửa pha khá nhé. Vì phần nước này nó hết đi thì nó mới săn lại, rắn lại miếng thịt các bạn ạ. Thế các bạn, bây giờ cái phần nước nó đã khô hết rồi đấy ạ. Rồi để mình cho các nguyên liệu khác vào nhé. Cho một tẹo nữa để cho cái phần thịt còn hơi mỡ mỡ của cái thịt vai này nó ra nhé.
mình rang ấy để cho nó hơi xém xém một chút thì mình ăn ấy, nó sẽ ngon hơn là các bạn rang mà nó không xém còn trắng trợt ấy, thì tức là trắng quá ấy, thì ăn nó sẽ không được ngon. Và bây giờ các bạn sẽ cho gia vị vào cho mình nhá. Các bạn cho vào mình 2 thìa hạt lê mặn. Mà 1/2 thìa bột canh nhé. Các bạn cho mình vào đây 2 thìa canh nước mắm. Rồi bây giờ sẽ cho phần hành và xả vào để cho nó thơm ạ. Đấy, cái phần thịt nó xém xém như thế này thì nó rất là ngon và hấp dẫn. Hành thơm. Để nó thơm đã. Rồi xả các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Và bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây phần ớt nhé. Và phần hành lá nữa ạ. Đều lên cho nó chín nhé. Và các bạn sẽ cho mình một chút hạt tiêu nữa để cho nó có độ cay cay của hạt tiêu. Đấy. Để cho cái phần hành lá này nó chín cái là được ạ. Các bạn nêm nếm nhé, xem gia vị như thế này đã phù hợp với gia đình nhà mình chưa. Đấy. Như vậy là mình đã làm xong món thịt rang kiểu Thái rồi các bạn nhé. Với món ăn này rất là ngon, đơn giản mà lại dễ làm, dễ ăn. Mà chúng ta làm một chút ấy, khác khác một tẹo thì nó sẽ lạ miệng cho bữa cơm gia đình nhà chúng ta nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.